Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về ôn thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016. Và với nội dung của video này, chúng ta sẽ thực hiện phần về remove duplicate records, tức là chúng ta loại bỏ đi các giá trị trùng. Để làm nội dung của video này thì chúng ta nên mở file thực hành có tên là 3.3.3 loại bỏ giá trị trùng. Và trong file này thì chúng ta có một cái ví dụ rất, rất đơn giản ở đây. Tôi muốn lấy ra được tên của từng cái phòng ban này thì cần làm như thế nào? thì các bạn thấy ở đây có cái cột phòng và nó sẽ có tên của phòng ban và chúng ta cần lấy ra cái tên này duy nhất muốn lấy ra tên duy nhất thì các bạn có thể là xử lý dữ liệu mà do vậy chúng ta sẽ phải vào thẻ data và trong thẻ data này các bạn sẽ có chức năng là remove duplicate trên này sau khi các bạn nhớ cái nút là remove duplicate rồi thì chúng ta nhìn ở trên này chúng ta sẽ thấy là Uh, trong cái hộp thoại Remove Duplicate ừ, xuất hiện trên này các bạn sẽ có là My Data has Header tức là uh, Excel nó phát hiện ra là dữ liệu mà chúng ta đang có ở đấy là có dòng tiêu đề thế thì chính vì thế nó sẽ nhận ra cái cột đấy là cột phòng còn nếu mà chúng ta bỏ dấu tích này đi thì nó sẽ sắp luôn cột phòng nó coi cái chữ phòng đấy là tên của một phòng cho nó thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là trên này nó sẽ hiện là cột A Thế đúng như vậy là cái phòng này trong cái dữ liệu của chúng ta thì um, chúng ta có OA1 là tên cột do vậy các bạn nên tích cái dấu là My Data Has Headers. Sau nhấn nút OK và Excel sẽ đi loại bỏ tất cả các giá trị trùng. Ở đây thông, thông báo cho các bạn là gì? sáu có 167 giá trị trùng và chúng ta có 9 cái giá trị còn lại. Rồi đồng ý thì chúng ta nhấn nút OK. Vậy là xong. À, một trường hợp khác nữa là các bạn vào cái thẻ, à, cái sheet có tên là hai à, tiêu chuẩn này chẳng hạn thì đối với cái hai tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có thể là gì loại bỏ giá trị chung nhưng mà trên hai cột thì có thể như thế nào các bạn cũng đứng vào trong cái bảng dữ liệu đấy và chúng ta cũng vào thẻ data chúng ta cũng dùng cái chức năng là uh, remove duplicate trên này sau khi nhấn cái nút là remove duplicates rồi thì excel cũng nhận thấy trong tình huống này excel cũng nhận thấy là cái dữ liệu của chúng ta đang có hai cái cột tiêu đề trên có cái phần là my data Headset và chúng ta cần phải xác định cái sự trùng lặp về dữ liệu dựa trên cái gì cùng lúc trên cả hai cột là phòng và công ty có nghĩa là phòng kinh doanh của công ty Hưng Việt và phòng kinh doanh của một công ty nào đấy khác chẳng hạn nó vẫn tồn tại được chứ còn nếu các bạn bỏ cái công ty đi thì lúc đấy trên này nó sẽ chỉ ra được là phòng kinh doanh và uh, nếu mà có hai ba công ty cùng phòng kinh doanh thì nó sẽ loại bỏ tất cả các công ty khác và chỉ để lại đúng phòng kinh doanh của một công ty đầu tiên mà thôi Đấy. Thế là tình huống này chúng ta cần phải loại bỏ giá trị nhưng mà dựa trên cả hai cột thì ta tích cả hai cột. Tương tự như vậy nếu mà các bạn có bài toán mà có nhiều cột hơn và chúng ta cần những cột nào chúng ta chỉ chọn những, đúng những cột đấy thôi. Thế sau khi xong rồi chúng ta nhấn nút OK và đấy chúng ta sẽ thấy là Excel sẽ đi loại bỏ tất cả những giá trị nào mà nó bị trùng lặp và dựa trên hai nhóm cột của chúng ta để lại 17 giá trị duy nhất ở đây. Đồng ý thì các bạn nhấn OK và các bạn có thể xem thấy là gì chỗ này có phòng kinh doanh của công ty Hương Việt và dưới này cũng có phòng kinh doanh như của Office Lab chẳng Thì như vậy là chúng ta biết cách làm thế nào để loại bỏ được giá trị trùng lọc. Trong tình huống mà các bạn cần hỏi thêm vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.